Nguyễn và Minh Trí xin được chào tất cả quý vị khán giả của VTV Hyundai Home Shopping. Quý vị ơi, sau một ngày làm việc vất vả và căng thẳng, mình rất cần một giấc ngủ ngon và sâu phải không ạ? Nhưng mà có bao giờ quý vị cảm thấy là mình lăn trở trên giường, cảm thấy khó chịu nè, ngứa ngáy, hay là chúng ta cảm thấy là cái phần mà ra giường nó sụp xịt là mình cảm thấy là mình cần phải thay đổi ngay? Vậy thì ngay từ bây giờ, ngay hôm nay, như Nguyễn và Minh Trí sẽ mang tới cho quý vị và các bạn một bộ sản phẩm cho không gian phòng ngủ của mình nha. Quý vị và các bạn sẽ có một cơ hội mua sắm rất hấp dẫn trên kênh mua sắm VTV Hyundai Shopping. Chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn là combo 3 bộ ráp cô tông nhung với tên gọi là không gian mới. Chúng ta sẽ có một cơ hội để thay đổi những cái bộ ráp kém chất lượng, sử dụng lâu ngày đã bị xù lông và làm chúng ta cảm thấy ngứa ngáy và khó chịu. Hôm nay đến từ thương hiệu Everdream, là một trong những thương hiệu đã trở nên rất là quen thuộc, được rất là nhiều quý vị khách hàng tin dùng. Đúng và rồi. 3 họa tiết khác nhau quý vị và các bạn nha. Đầu tiên chúng ta sẽ có ngay họa tiết caro rất là thanh lịch cho các bạn nam, cho các bé trai ở bên trong không gian phòng ngủ gia đình của mình. Ngoài ra thì quý vị và các bạn còn có thêm hai hoa văn khác, đó chính là sắc hồng phấn rất là dịu dàng như thế này đây, điểm xuyến những chiếc lá rất là nhẹ nhàng cho không gian phòng ngủ sẽ trở nên ấm cúng hơn. Mặt khác chúng ta còn có thêm đó chính là sắc hoa rực rỡ như Nguyễn ha. Đúng vậy ạ. Như vậy là chúng ta có tới 3 hoa văn khác nhau. Quý vị có thể thấy là sắc hoa rực rỡ giúp cho mình cảm thấy là hòa vào thiên nhiên luôn và phù hợp với ông bà là cha mẹ hay là những cặp vợ chồng son mới cưới mà yêu thích không gian lãng mạn nữa. Đầu tư ngay bây giờ mua sắm một lần mà chúng ta được tới 3 bộ sản phẩm, 3 bộ ráp với hoa văn họa tiết khác nhau nữa. Như vậy sẽ giúp cho không gian của gia đình của mình thật sự là tươi mới hơn nữa đó Minh Trí. Mà giá cả thì cũng là một vấn đề mà mọi người đang rất là lo lắng đây. Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ mang đến cho quý vị và các bạn khi mà chúng ta theo dõi chương trình này trên kênh mua sắm VTV Nam Shopping, khi mà chúng ta sẽ hữu chọn một bộ là combo 3 bộ ráp cô tông nhung không gian mới, bao gồm sẽ có 3 ráp bọc giường 1m6 hoặc là 1m8 để quý vị và các bạn dễ dàng chọn lựa. 6 vỏ gối nằm kích thước là 50x70, 3 vỏ gối ôm kích thước là 35x100cm và mức giá chỉ là 499.000 đồng mà thôi. Có 3 bộ ráp lận quý vị và các bạn nha. Mức giá này rất là ưu đãi và hãy nhanh chóng đặt hàng với 3 cách quen thuộc. Và quý vị ơi, như vậy là chúng ta sẽ có 3 bộ ráp giường cùng với 6 vỏ gối nè và có thêm 3 vỏ gối ôm nữa. Như vậy là mua sắm một lúc mà được rất nhiều sản phẩm cho không gian phòng ngủ của mình mà mức giá thì cực kỳ hấp dẫn. Vậy thì hãy nhấc máy lên và gọi về ngay. Tổng đài của chúng tôi đã hiển thị trên màn hình rồi để mang về cho không gian phòng ngủ gia đình của bạn tươi mới hơn, dễ chịu hơn mỗi ngày nha. Đây là một cơ hội để tất cả quý vị và các bạn chúng ta có thể đầu tư cho không gian phòng ngủ gia đình của mình với những cái bộ ráp chất liệu là cô tông nhung cao cấp, không có chứa formaldehyde rất là bền màu, không gây kích ứng da để có thể là bảo vệ làn da, đặc biệt là các bé nhỏ bên trong chính gia đình của mình. Thông thường thì chúng ta đi ra bên ngoài, chúng ta đến những cái cửa hàng và trung tâm thương mại, mình chọn lựa những cái bộ ráp thì chúng ta nên quan tâm về chất liệu. Hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị và các bạn từ chất liệu là cô tông nhung cao cấp, mềm mại, hút ẩm tốt và không formaldehyde. Đó chính là những cái tiêu chí mà rất là nhiều quý vị khách hàng trên VTV Hyundai Shopping đã chọn lựa với thương hiệu Everdream. Và mức giá thì sao như Nguyễn ha? Mức giá thì cực kỳ hấp dẫn luôn Minh Trí ơi. Chúng ta sẽ có chọn combo 3 bộ ráp cô tông dung không gian mới với mức giá 499.000 đồng, chỉ có trên VTV Hyundai Home Shopping thôi quý vị ạ. Hãy nhanh tay nhấc máy về và đặt hàng ngay, sở hữu cho gia đình của mình sản phẩm này. Chúng ta có thể mua cho bản thân mình hoặc làm quà tặng nữa đó. Everdream combo 3 bộ ráp cô tông nhung không gian mới, sử dụng chất liệu cô tông nhung cao cấp, mềm mại, hút ẩm tốt, không phai màu sau khi giặt, không chứa formaldehyde gây kích ứng da. Everdream combo 3 bộ ráp cô tông nhung không gian mới, phong phú với 3 họa tiết khác nhau, hồng phấn dịu dàng hay là sắc hoa rực rỡ và còn có caro thanh lịch, phù hợp với mọi thiết kế không gian của gia đình bạn. Hãy nhanh tay sở hữu combo 3 bộ ráp cô tông nhung không gian mới Everdream, chọn bộ không mền bao gồm 3 ráp bọc giường 1m6 hoặc là 1m8, 6 vỏ gối nằm 50x70cm, 3 vỏ gối ôm 35x100cm, mức giá cực ưu đãi 499.000 đồng mà thôi, giá hấp dẫn, số lượng có hàng. Thay đổi không gian phòng ngủ của gia đình của mình bằng sản phẩm Everdream combo 3 bộ ráp cô tông nhung không gian mới, kiểu dáng tinh tế, màu sắc lại trang nhã, đường may chắc chắn cho không gian phòng ngủ gia đình thêm phần ấm áp. VTV Hyundai mang cả không gian mua sắm tiết kiệm và tiện lợi đến ngay trong ngôi nhà của bạn. Chúng tôi giao hàng miễn phí tận nơi, rộng khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. Khách hàng an tâm thanh khoản chỉ sau khi đã kiểm tra và nhận đủ hàng hóa. Bên cạnh đó, khách hàng còn được đổi trả hàng miễn phí trong vòng 7 ngày sau khi nhận hàng. Quý khách lưu ý giữ lại hóa đơn đầy đủ để được hưởng chính sách bảo hành sản phẩm. Hãy nhanh tay gọi ngay đến 1900 7137 để được tư vấn và đặt hàng 24/7.
Bây giờ thì xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng quay trở lại với không gian phim trường của VTV Nam Shopping. Sẽ là một không gian phòng ngủ ấm cúng và đầy đủ những cái họa tiết khác nhau. Trong cả trọn một cái combo đó chính là 3 bộ ráp cô tông nhung không gian mới đến từ thương hiệu Everdream. 499.000 đồng mà quý vị và các bạn sẽ có combo là 3 bộ ráp với 3 họa tiết và hoa văn khác nhau. Đầu tiên chúng ta sẽ có là caro thanh lịch như Nguyễn ha. Đúng vậy ạ. Hồi nãy mình Trí có nói với mọi người là bộ caro thanh lịch này thì phù hợp với không gian mà dành cho phòng của nam giới nè, hay cho các bé trai. Nhưng mà đối với Như Nguyễn, khi mà Như Nguyễn nhìn vào họa tiết của ba bộ này, Như Nguyễn lại thích bộ này nhất đó Minh Trí. Tại vì Như Nguyễn cảm thấy cái màu sắc của caro đó được phối hợp giữa xanh, hồng nè, rồi cả màu nâu nữa, rất là hài hòa, dễ chịu và đồng bộ từ gối nằm, gối ôm cho tới ra giường của mình luôn Minh Trí nha. Mình có hai khổ để mình dễ dàng lựa chọn là 1m6 hoặc là 1m8, và tất cả sản phẩm này từ ráp nè, từ vỏ gối cho tới vỏ gối ôm thì chúng ta đều có cái chất liệu là cô tông nhung cao cấp, cảm giác mềm mại vô cùng khi sờ vào, cho nên khi mà mình ngủ mình lăn trở mình cũng cảm thấy dễ chịu nữa. Đây là không gian phòng ngủ với họa tiết caro thanh lịch như vậy. Còn nếu như mà bạn nào cảm thấy là mình lãng mạn hơn một chút, dịu dàng hơn một chút thì mình sẽ chọn họa tiết nào Minh Trí ha? Nếu như mà quý vị các bạn đang yêu thích sự lãng mạn và dịu dàng thì chúng ta cũng có ngay trong trọn một bộ combo 3 bộ ráp cô tông nhung, thêm một cái hoa văn nữa đó là hồng phấn dịu dàng như thế này quý vị và các bạn nha. Cũng là chất liệu cô tông nhung cao cấp và không có chứa formaldehyde, đồng bộ cho cả hai vỏ gối nằm và một vỏ gối ôm, cả một cái bộ ráp giường 1m6 hoặc là 1m8 thì quý vị và các bạn có thể dễ dàng chọn lựa với cái nền màu hồng nhạt rất là nhã nhặn và làm cho không gian của chúng ta sẽ trở nên rất là ấm cúng. Và điểm xuyến hơn thì đó chính là những cái chiếc lá như thế này nữa quý vị và các bạn nha. Tên gọi là hồng phấn dịu dàng, cho chị em phụ nữ nè, chị em bạn gái yêu thích sự lãng mạn ngọt ngào thì chúng ta cũng đã có ngay trong combo 3 bộ. Có một bộ chính là hồng phấn dịu dàng như thế này với chất liệu không có chứa formaldehyde và đây là cô tông nhung cao cấp quý vị và các bạn nha. Và quý vị ơi, bên cạnh phần dịu dàng của màu hồng phấn này thì sẽ còn có thêm một sắc rực rỡ nữa, đó chính là bộ cô tông, bộ ráp với họa tiết là sắc hoa rực rỡ ngay vị trí của Như Nguyễn đây. Chúng ta có thể thấy được là với không gian này chúng ta có thể dễ dàng nè mà cho cha mẹ của mình nè để mà có thể tận hưởng cái không gian hoa và với thiên nhiên giống như là ở giữa cả một vườn hoa vậy. Và khi mà mình sờ vào á, mình sẽ cảm thấy được cái mềm mại của cái sản phẩm này ngay, đó chính là chất liệu làm bằng cô tông nhung, cho nên cảm thấy dễ chịu vô cùng quý vị ạ. Lăn trở hay là người lớn, trẻ nhỏ, những người mà có làn da nhạy cảm cũng không có lo lắng gì cả. Và với chất liệu này quý vị cũng lo lắng là sao mà in màu rực rỡ như vậy rồi phải làm sao, nhưng yên tâm, giặt không có bị phai màu, chúng ta sử dụng á thì còn lâu dài được nữa. Với công nghệ in tiên tiến như thế này thì chúng ta yên tâm về họa tiết quý vị nha. Và bên cạnh đó thì cái sự đồng bộ này sẽ đến từ vỏ gối nằm nè, sẽ đến từ gối ôm nè, và chúng ta còn có với rất là nhiều sản phẩm khác sắc hoa rực rỡ quý vị ạ. Trang hoàng cho không gian phòng ngủ của mình mới hơn, dễ chịu hơn, đi về là cảm thấy thư giãn hơn rất là nhiều quý vị ạ. Đây là một cơ hội để quý vị và các bạn có thể đầu tư cho không gian phòng ngủ gia đình của mình combo 3 bộ ráp cô tông nhung không có chứa formaldehyde, không xù lông và rất là mềm màu quý vị và các bạn nha. Nhìn kỹ lại thì ba cái hoa văn này đều phù hợp cho không gian phòng ngủ. Gia đình của mình sẽ có từ 1, 2 hoặc là 3 phòng ngủ khác nhau. Đúng thì rồi. Chúng ta cũng có một cơ hội để có một đơn đặt hàng thành công và cả 3 bộ ráp như thế này, cho dù là caro thanh lịch nè như thế này quý vị và các bạn có thể là dành cho các bé trai hoặc là anh trai của mình, do không gian phòng của các quý ông chẳng hạn chúng ta muốn có thể hiện sự cá tính mạnh mẽ thì chúng ta cũng có đồng bộ ngay cả là vỏ gối nằm, vỏ gối ôm và cả một cái bộ ráp bọc giường như thế này. Cái độ dày chiếc nệm của chúng ta là dày khoảng 15cm thì chúng ta cũng có thể là bọc được quý vị và các bạn nha. Đến từ thương hiệu Everdream, hay là chúng ta có thêm đó chính là màu hồng phấn dịu dàng bên cạnh cái sắc caro như thế này. Thì quý vị và các bạn, nếu như mà gia đình của mình có chị em bạn gái nè, hay là mình muốn cho gia đình của mình có bé trai rồi thì bố mẹ cũng muốn mua cho bé gái nữa thì chúng ta cũng đã có ngay cái hồng phấn dịu dàng, một cái tên gọi để cho không gian phòng ngủ sẽ trở nên là lãng mạn hơn. Và đây cũng là một cơ hội để mà quý vị và các bạn chúng ta thay đổi những cái bộ ráp đã cũ rồi. Bởi vì khi mà mình nằm trên những cái bộ ráp không có chất lượng thì chúng ta sẽ cảm thấy là ngủ không có ngon. Nhưng mà giấc ngủ đã không ngon rồi thì ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều, đúng không Như Nguyễn? Chính xác luôn. Đầu tiên giấc ngủ không ngon thì sẽ làm cho chúng ta buổi sáng trở dậy rất là căng thẳng, không có tái tạo được năng lượng cho ngày mới đâu. Và chưa kể một bộ ráp mà khi mà chúng ta không chuẩn bị đầu tư cho nó thì ảnh hưởng tới sức khỏe và cả cái làn da của mình đó nữa Minh Trí. Tại vì khi mà đối với những người có làn da nhạy cảm nè, như là em bé hay là trong thành viên trong gia đình của mình, các chị các mẹ cũng chẳng hạn, mà da của mình dễ bị nổi mụn mà khi mà nằm lên những cái tấm da mà lâu ngày rồi mình chưa có vệ sinh sạch sẽ thì mình sẽ rất là bị ảnh hưởng, dễ bị nổi mẩn nè, hay là bị những cái dị ứng khó chịu lắm. Cho nên là mình hãy đầu tư gia đình của mình những cái bộ sản phẩm, những cái bộ ráp như thế này để mà chúng ta có thể dễ dàng thường xuyên thay đổi. Và với chất liệu cô tông nhung êm ái mềm mại thì dùng được cho mọi độ tuổi luôn, cho người già lăn trở ngủ cũng ngon hơn, mà cho trẻ nhỏ khi mà nằm lên đây cũng cảm thấy thoải mái dễ chịu nữa.
quý vị à, đầu tư một lần cho không gian gia đình của mình ngày hôm nay trên VTV Hyundai Home Shopping, mức giá cực kỳ hấp dẫn quý vị ơi. Khi mà quý vị và các bạn chọn lựa combo 3 bộ ráp cô tông nhung đến từ thương hiệu Everdream, cô tông nhung mềm mại nè, hút ẩm tốt và không có chứa formaldehyde, thì chúng tôi đang áp dụng cho quý vị và các bạn một mức giá cực kỳ ưu đãi quý vị và các bạn nha. Trong thời gian phát sóng chương trình này chúng ta mới có mức giá này mà thôi. Xin chúc cho quý vị và các bạn có một đơn đặt hàng thành công để chúng ta sở hữu là combo 3 bộ ráp cô tông nhung không gian mới. Tổng cộng có 3 ráp một giường, 1m6 hoặc là 1m8 là quý vị và các bạn dễ dàng chọn lựa. Có 6 vỏ gối nằm, 3 vỏ gối ôm và mức giá chỉ là 499.000 đồng mà thôi quý vị và các bạn nha. Mức giá này rất là ưu đãi, chúng tôi áp dụng cho quý vị khi mà đặt hàng thành công bằng cách là gọi ngay vào số tổng đài đang hiển thị trên màn hình hoặc là truy cập website bán hàng trực tuyến vtvhyundai.vn. Mua sắm bằng cách thức nào chúng ta đều được áp dụng mức giá là 499.000 đồng mà không phải mang vác cồng kềnh về nhà như Nguyễn ha. Đúng rồi đó, tại vì tất cả những sản phẩm của chúng ta đến từ thương hiệu Everdream, một thương hiệu được rất nhiều người tin dùng và ưa chuộng. Thì với mà chúng ta có thể sở hữu những sản phẩm như Minh Trí vừa giới thiệu nè, 3 bộ ráp giường, rồi chúng ta còn có 6 vỏ gối nằm, còn có 3 vỏ gối ôm nữa, tất cả sẽ đều gói gọn trong một cái chiếc túi dễ dàng xinh xắn như thế này nè, và giao tận nhà quý vị luôn quý vị à. 3 hoa văn, 3 họa tiết khác nhau giúp cho không gian mới của mình, không gian phòng ngủ bừng sáng hơn luôn quý vị ạ. À. Như vậy là quý vị và các bạn chỉ cần gọi điện vào số tổng đài hoặc là truy cập website bán hàng trực tuyến, hoặc là một cách khác chúng ta cũng có thể là mua sắm qua phần mềm thiết bị điện thoại di động và máy tính bảng để có thể được giao hàng tận nhà. Khi mà nhận hàng ngay tại nhà thì quý vị và các bạn vui lòng chúng ta kiểm tra mình có tổng cộng là 3 bộ ráp lận quý vị và các bạn nha, với 3 họa tiết khác nhau, caro thanh lịch nè, sắc hoa rực rỡ hay là màu hồng phấn dịu dàng. Cả 3 sắc hoa này, 3 cái họa tiết này đều phù hợp cho nhiều không gian phòng ngủ khác nhau ở bên trong chính gia đình của mình, và mức giá thanh toán ngay tại nhà lúc đó chỉ là 499.000 đồng mà thôi. Chúc cho quý vị và các bạn chúng ta sẽ có ngay một đơn đặt hàng thành công trong thời gian phát sóng chương trình này để chúng tôi có thể tư vấn kỹ hơn, giao hàng tận nhà. Và đây cũng sẽ là một món quà rất là ý nghĩa để mình có thể là dành tặng và chia sẻ cho những người thân yêu bên trong chính gia đình của mình. Đến từ thương hiệu Everdream là một trong những thương hiệu đã trở nên rất là quen thuộc trên kênh mua sắm VTV Hyundai Shopping, giao hàng tận nhà và miễn phí chi phí vận chuyển trên toàn quốc quý vị nha. Combo 3 bộ ráp cô tông nhung không gian mới sử dụng chất liệu cô tông nhung cao cấp, mềm mại, hút ẩm tốt, không phai màu sau khi giặt, không chứa formaldehyde gây kích ứng da. Everdream combo 3 bộ ráp cô tông nhung không gian mới phong phú với 3 họa tiết khác nhau, hồng phấn dịu dàng hay là sắc hoa rực rỡ, và còn có caro thanh lịch phù hợp với mọi thiết kế không gian của gia đình. Combo 3 bộ ráp cô tông nhung không gian mới đến từ thương hiệu Everdream, kiểu dáng tinh tế, màu sắc trang nhã, đường may chắc chắn cho không gian phòng ngủ gia đình thêm ấm áp. Còn chân chơi gì nữa, vì ngày hôm nay Everdream combo 3 bộ ráp cô tông nhung không gian mới sẽ có một mức giá cực kỳ ưu đãi và hấp dẫn 499.000 đồng mà chúng ta có thể sở hữu trọn bộ không mền, gồm có 3 ráp một giường 1m6 hoặc là 1m8, còn có 6 vỏ gối nằm với kích thước 50x70cm và 3 vỏ gối ôm 35x100cm. Giá hấp dẫn, số lượng có hạn, hãy nhanh tay lên. VTV Hyundai mang cả không gian mua sắm tiết kiệm và tiện lợi đến ngay trong ngôi nhà của bạn. Chúng tôi giao hàng miễn phí tận nơi, rộng khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. Khách hàng an tâm thanh toán chỉ sau khi đã kiểm tra và nhận đủ hàng hóa. Bên cạnh đó, khách hàng còn được đổi trả hàng miễn phí trong vòng 7 ngày sau khi nhận hàng. Quý khách lưu ý giữ lại hóa đơn đầy đủ để được hưởng chính sách bảo hành sản phẩm. Hãy nhanh tay gọi ngay đến 1900 7137 để được tư vấn và đặt hàng 24/7.
Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là hơn một nửa thời lượng chương trình đã trôi qua rất nhanh. Bây giờ mình nhìn lại không gian phòng ngủ gia đình của mình, đang có dự định là phải thay đổi cái không gian đó. Đầu tiên là mình nhàm chán với những cái hoa văn đã cũ, mình muốn có một cái tinh thần phấn chấn hơn sau một cái giấc ngủ dậy, tràn đầy năng lượng và thay đổi những cái bộ ráp mới. Và khi chọn lựa ráp mới thì Như Nguyễn đang quan tâm cái vấn đề gì đây? Chọn lựa ráp mới, đầu tiên Như Nguyễn sẽ quan tâm tới chất liệu đó Minh Trí. Tại vì chất liệu sẽ giúp cho mình có một cái giấc ngủ ngon hơn. Thậm chí là khi mà mình ngả lưng nghỉ ngơi thôi, cái chất liệu cũng sẽ khiến cho mình dễ chịu hay không nữa. Cho nên thường là Như Nguyễn sẽ chọn lựa những cái sản phẩm mà có cotton nhung, tại vì nó đem lại cái sự mềm mại, êm ái, và đặc biệt là mình thấm hút được mồ hôi nữa. Cái thoáng khí như vậy mình sẽ nằm rất là dễ chịu. Mùa hè thì sẽ mát mẻ lắm nha. Nhưng mà với cotton thì không có sợ là bị nhăn hay là phai màu đâu. Mà đặc biệt là trong cái mùa đông mình sử dụng thì nó sẽ còn ấm áp cho mình nữa đó Minh Trí. Và quan trọng là không có chứa formaldehyde mà khi thương hiệu Everdream đang mang lại cho quý vị các bạn. Khi mà chúng ta một lần đầu tư trong chương trình này, không những là chúng ta sẽ có một bộ hoặc là hai bộ ráp không mền, mà mình sẽ có tổng cộng là ba bộ ráp cô tông nhung với tên gọi là không gian mới. Bởi vì sao mình thay đổi một cái không gian đã cũ với những cái họa tiết mới đến từ thương hiệu Everdream mà chúng tôi đang mang lại cho quý vị các bạn. Đầu tiên đó chính là cái họa tiết caro như thế này. Bản thân Minh Trí hay là các bạn trẻ, các bạn nam bên trong gia đình của mình cũng cảm nhận được là mình cũng nên thay đổi cái không gian phòng ngủ gia đình của mình với những cái họa tiết caro vô cùng trẻ trung, năng động và cá tính như thế này quý vị và các bạn nha, đến từ thương hiệu Everdream. Còn ngồi lên đây thì cảm nhận như thế nào Như Nguyễn ha? Đầu tiên là Như Nguyễn cảm giác như là Như Nguyễn có nói với Minh Trí là cái chất liệu cotton nhung sẽ mang tới cho chúng ta cái cảm giác là mềm mại, êm ái nè. Và khi mà Minh Trí nói là không tùng như formaldehyde thì cảm thấy rất là an tâm. Mặc dù là sản phẩm của mình phối hợp với rất nhiều màu sắc khác nhau luôn, xanh đỏ có nè, màu nâu cũng có, tuy nhiên là không tùng như formaldehyde trong cái quá trình mà chúng ta nhuộm, cho nên là chúng ta có thể an tâm rồi, không có bị và ảnh hưởng tới sức khỏe của người dùng đâu, nhất là các trẻ nhỏ của mình nữa đó Minh Trí. Đúng rồi. Quý vị các bạn, nếu như mà gia đình của mình đang có trẻ em nhỏ thì chúng ta cũng nên quan tâm đến từ thương hiệu Everdream, không có chứa formaldehyde và đây là chất liệu cotton nhung cao cấp, rất là mềm mại, không có bị xù lông, không có bị phai màu, mình giặt mình cũng cảm thấy là mau khô hơn quý vị và các bạn nha. Để mình có một không gian mới trong không gian phòng ngủ gia đình của mình rất là quan trọng. Ngoài một chiếc giường chất lượng, một chiếc nệm chất lượng thì chúng ta cũng đã có ngay, đó chính là những cái bộ ráp giường với cái họa tiết rất là trẻ trung và phù hợp cho nhiều cái đối tượng và nhiều độ tuổi khác nhau ở bên trong gia đình của mình. Không những là chúng ta sẽ có họa tiết caro rất là trẻ trung như vậy, mà nếu như mà ông bà hay là bố mẹ của mình đang cần có những cái họa tiết rực rỡ hơn như thế này thì chúng tôi cũng mang đến trong combo ba bộ ráp cotton nhung với một cái sắc hoa rất là rực rỡ như thế này quý vị và các bạn nha. Đồng bộ về chất liệu cotton nhung đó, chúng ta sẽ có là hai vỏ gối nằm, một vỏ gối ôm nè, và một cái bộ ráp không mền kích thước là 1m6 hay là 1m8 là do quý vị và các bạn dễ dàng chọn lựa. Với những cái áo gối như thế này, chúng ta nằm khi mà mình nằm nghiêng, mình đặt cái để cái da mặt mình áp lên đây thì quý vị và các bạn có thể quan tâm là cái chất liệu nó rất là quan trọng trong cái giấc ngủ của mình. Khi mà chất liệu cotton nhung mềm mại như thế này thì chúng ta sẽ cảm nhận được là sẽ nâng đỡ cái phần cổ của mình hay là áp vào làn da của mình thì không có bị kích ứng da quý vị và các bạn nha. Và không những là chúng ta có sắc hoa rực rỡ mà mình còn có gì nữa Như Nguyễn ha? Và chúng ta sẽ còn có một cái không gian nhẹ nhàng, dịu dàng hơn với màu hồng phấn dịu dàng như thế này đây quý vị ạ. À, quý vị có thể thấy là bên cạnh caro thanh lịch hay là sắc hoa rực rỡ thì ở không gian của phòng ngủ mà Như Nguyễn đang đứng với cái bộ sản phẩm mà màu hồng phấn nó nhẹ nhàng như vậy nè, điểm thêm những cái chiếc lá màu xanh nữa sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy dễ chịu vô cùng luôn, thoải mái lắm quý vị ạ. À, và đặc biệt là với chất liệu mà cotton nhung, khi mà chúng ta sờ tay vào thôi là chúng ta đã thích rồi, mà khi mà mình ngủ mình dễ mà lăn trở, mình nằm nghiêng thì mình sẽ phải áp cái má vào cái phần vỏ gối như thế này nè. Cho nên nếu như với cái chất liệu mà cotton không có ảnh hưởng tới làn da thì mình sẽ yên tâm sử dụng trong nhà, không chỉ là dành cho các cặp đôi vợ chồng đâu mà còn dành cho người lớn trong nhà hay là các trẻ nhỏ nữa, mà đồng bộ luôn quý vị nha, từ vỏ gối nè tới là cái phần ráp giường của mình nè và tới cả cái phần bao áo gối luôn. Như vậy là cái vỏ gối ôm cũng đồng bộ nữa. Ngày hôm nay mình đầu tư một lần không gian phòng ngủ của mình thật sự là một không gian mới rồi đúng không ạ? Bừng sáng hơn, dễ chịu hơn, thay vì những cái màu sắc đơn điệu bình thường thì ngày hôm nay mình đã có cái không gian dễ chịu, bước vào là đã cảm thấy thư giãn rồi đó Minh Trí. Vậy thì với ba họa tiết như thế này nè, mà giá cả thì như thế nào hay là giao hàng thì làm sao đây? Quý vị các bạn, chúng ta đang quan tâm về yếu tố thẩm mỹ bên trong không gian phòng ngủ gia đình của mình thì chúng ta cũng quan tâm về yếu tố giao hàng đúng không ạ? Khi mà mình đi ra bên ngoài mình mua ráp giường thì đôi khi là mình phải vận chuyển về nhà, nhưng hôm nay chỉ cần ngồi ngay tại nhà và theo dõi trên kênh mua sắm VTV Hình Đàm Shopping mà thôi. Nhân viên giao hàng sẽ giao hàng tận nhà đến 63 tỉnh thành khác nhau, và khi nhận hàng thì cái bộ ráp của chúng ta 1m6 hoặc là 1m8 thì sẽ nằm gọn trong những cái chiếc túi rất là dễ thương như thế này để mình có thể là cho thành những cái món quà dành tặng cho những người thân yêu bên trong gia đình của mình. Và
chọn một cái đơn đặt hàng thì chúng ta cũng sẽ có ngay, đó chính là ba cái bộ ráp với ba họa tiết khác nhau. Ở đây Minh Trí đang cầm đó là cái họa tiết caro và cái sắc hoa rực rỡ, còn ở bên kia thì Như Nguyễn đang cầm đó là một cái hồng phấn rất là dịu dàng. Và mức giá thì sao Như Nguyễn? Mức giá cực kỳ ưu đãi trong ngày phát sóng ngày hôm nay Minh Trí à, 499.000 đồng mà thôi, mà chúng ta có được là combo ba bộ ráp của Tông Nhung không gian mới nha. Trọn bộ không mền mình sẽ có ba ráp bột giường nè, cổ 1m6 hoặc là 1m8 tùy theo kích thước giường của gia đình mình. Rồi mình còn có 6 vỏ gối nằm với kích thước là 50x70cm và có 3 vỏ gối ôm 35x100cm luôn. Đồng bộ như thế này, mức giá rất là hấp dẫn, 499.000 đồng, như là những bữa ăn của gia đình mình thôi, nhưng mà mình có thể đầu tư cho không gian phòng ngủ rồi. Điểm lại cùng với Như Nguyễn nào Minh Trí, đầu tiên là mình có 3 ráp bọc giường này đúng không? Đúng rồi. Mình còn có 6 vỏ gối nằm, lại có thêm 3 vỏ gối ôm nữa. 12 sản phẩm combo 3 bộ như thế này mà chỉ cần mua sắm một lần mức giá ưu đãi và còn được giao hàng tận nơi nữa chứ. 499.000 đồng nếu mà mình chia nhỏ ra thì mỗi cái bộ ráp mức giá rất là ưu đãi của các bạn nha, và chỉ áp dụng trong thời gian phát sóng chương trình này mà thôi. Trước khi chúng tôi nói lời chào tạm biệt, chúc cho quý vị và các bạn chúng ta sẽ có một đơn đặt hàng thành công bằng cách là mình gọi điện vào số tổng đài đang hiển thị trên màn hình. Mình có thể chọn lựa là 1m6 hoặc là 1m8 để tùy theo chiếc nệm gia đình của mình sẵn có. Và sau đó là quý vị và các bạn sẽ để lại địa chỉ giao hàng để chúng tôi có thể giao hàng tận nhà cho các bạn ở Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, 63 tỉnh thành khác nhau đều được giao hàng tận nhà và miễn phí chi phí vận chuyển. Hoặc là quý vị và các bạn cũng có thể là theo dõi lại chương trình này trên website bán hàng trực tuyến là vtbhyundai.vn. Một cách khác thì chúng ta cũng có thể là mua sắm qua thiết bị điện thoại di động và máy tính bảng. Bất kỳ cách thức nào chúng ta đều được áp dụng mức giá là 499.000 đồng. Cách thức mua hàng đã quá dễ dàng như vậy rồi thì chỉ còn phụ thuộc vào quý vị nữa thôi. Chúng ta phải nhanh tay lên nắm bắt cơ hội này vì thời gian đang trôi qua rất nhanh rồi. Chỉ trong chương trình phát sóng ngày hôm nay mà chúng ta mới có thể sở hữu sản phẩm đến từ thương hiệu Evergreen, một thương hiệu mà được nhiều người ưa chuộng tin dùng nè. Lúc nào cũng cháy hàng trên VTV Hyundai Home Shopping hết quý vị à. Mà chúng ta còn có 3 bộ ráp với 3 họa tiết khác nhau giúp cho không gian của mình đúng như cái tên luôn, không gian mới, được thay đổi nè, dễ chịu hơn, thư giãn hơn, thoải mái hơn, chỉ cần nhấc máy lên và đặt hàng ngay trên VTV Hyundai Home Shopping thôi. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi, quý vị kiểm tra nha, đủ 3 họa tiết khác nhau, đúng với kích cỡ, đúng với khổ mà mình yêu cầu, đúng với khổ giường nhà mình nữa thì rồi. Lúc đó mình mới phải thanh toán quý vị à. Và không phải đi đâu xa vất vả nữa đúng không Minh Trí? Đặt hàng một lần được giao hàng tận nhà luôn mà. Giao hàng tận nhà 63 tỉnh thành và miễn phí chi phí vận chuyển, một đơn đặt hàng thành công chúng ta sẽ có một combo là 3 bộ ráp với 3 họa tiết khác nhau. Caro rất là trẻ trung, hồng phấn dịu dàng, hay là cả sắc hoa rực rỡ nữa. Quý vị các bạn có thể quan sát một lần nữa trong không gian phim trường mà chúng tôi đang mang lại cho quý vị các bạn. Với những cái họa tiết đó thì phù hợp cho mọi không gian phòng ngủ khác nhau. Chúc cho quý vị các bạn sẽ có một đơn đặt hàng công để chúng ta sẽ có một cái giấc ngủ ngon hơn, tái tạo một ngày mới đầy năng lượng để có thể làm việc một cách hiệu quả. Mức giá chỉ là 499.000 đồng mà thôi quý vị các bạn nha. Một đơn đặt hàng thành công 499.000 đồng và có ngay 3 bộ ráp cô Tông Dung sắc hoa và không gian mới. Vậy thì hãy tận dụng ngay, nắm bắt ngay cơ hội này đi quý vị ơi. Thời gian đang trôi qua rồi, như vậy thì chúng ta phải đầu tư cho không gian của gia đình mình thôi. Mua sắm một lần với 499.000 đồng, sở hữu được 12 sản phẩm mà chúng ta có được 3 ráp bọc giường với chất liệu cô Tông Dung nè, không tùng như formaldehyde an toàn cho da của mình khi sử dụng. Rồi mình còn có 6 vỏ gối nằm với kích thước là 50x70. Chúng ta lại còn có 3 vỏ gối ôm với kích thước là 35x100 nữa, đồng bộ cho không gian phòng ngủ của mình. Nhà mình mà có 3 phòng ngủ thì có sẽ 3 không gian khác nhau, mà rồi. Nhà mình thì có 1-2 phòng ngủ thì mình lại có những bộ ráp giường dự bị để mình dễ dàng thay đổi trong cái quá trình mà mình dễ dàng vệ sinh chùi rửa đúng không Minh Trí? 499.000 đồng đặt hàng thành công ngay bây giờ và gọi điện vào số tổng đài để chúng tôi có thể tư vấn kỹ hơn và giao hàng tận nhà 63 tỉnh thành, miễn phí chi phí vận chuyển trên toàn quốc. Quý vị ơi, ngay bây giờ đừng chần chừ nữa mà hãy ra quyết định ngay, vì chúng ta không cần phải băn khoăn lựa chọn hoa văn hay họa tiết đâu. Chúng ta sẽ sở hữu cùng một lúc 3 bộ ráp luôn với 3 họa tiết khác nhau là caro thanh lịch nè, hay là hồng phấn dịu dàng, chúng ta còn có cả sắc hoa rực rỡ nữa để mà mình có thể thay đổi trong không gian nhà của mình tươi mới mỗi ngày. Hay là chúng ta có thể chuẩn bị cho người thân của mình, ví dụ như ông bà cha mẹ thì có thể ngủ trong không gian của sắc hoa ngập tràn nè, hay là những chị em phụ nữ rồi các bé gái nữa thì chúng ta có thể dịu dàng lãng mạn
trong không gian của màu hồng phấn. Và đặc biệt là quý ông hay là các bé trai thì có thể tận hưởng trong không gian của màu caro thanh lịch rồi. Với những cái họa tiết khác nhau chúng tôi đang mang lại trong combo 3 bộ wrap của Tùng Nhung không gian mới đến từ thương hiệu Everdream. Mức giá đang áp dụng 499.000 đồng để quý và các bạn sẽ có một cái không gian mới bên trong không gian phòng ngủ gia đình của mình, để có một cái không gian thư giãn hơn sau một cái ngày làm việc mệt nhọc. Trở về nhà có một không gian phòng ngủ tươi mới cùng với thương hiệu Everdream. Đặt hàng thành công chúng tôi sẽ giao hàng tận nhà, 63 tỉnh thành và miễn phí chi phí vận chuyển. Sở hữu ngay combo 3 bộ wrap cô Tông Nhung không gian mới đến từ thương hiệu Everdream. Sử dụng chất liệu cô Tông Nhung cao cấp sẽ đem đến cảm giác mềm mại, hút ẩm tốt, không phai màu sau khi giặt, lại không chứa formaldehyde gây kích ứng da. Everdream combo 3 bộ wrap của Tông Nhung không gian mới phong phú với 3 họa tiết khác nhau, hồng phấn dịu dàng, sắc hoa rực rỡ hay caro thanh lịch, phù hợp với mọi thiết kế không gian của gia đình. Thay đổi không gian phòng ngủ của gia đình của mình bằng sản phẩm Everdream combo 3 bộ wrap của Tông Nhung không gian mới, kiểu dáng tinh tế, màu sắc lại trang nhã, đường may chắc chắn cho không gian phòng ngủ gia đình thêm phần ấm áp. Hãy nhanh tay sở hữu combo 3 bộ wrap của Tông Nhung không gian mới Everdream, chọn bộ phông mền bao gồm 3 wrap bọc giường 1m6 hoặc là 1m8, 6 vỏ gối nằm 50x70cm, 3 vỏ gối ôm 35x100cm, mức giá cực ưu đãi 499.000 đồng mà thôi, giá hấp dẫn, số lượng có hàng. VTV Hyundai mang cả không gian mua sắm tiết kiệm và tiện lợi đến ngay trong ngôi nhà của bạn. Chúng tôi giao hàng miễn phí tận nơi, rộng khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. Khách hàng an tâm thanh toán chỉ sau khi đã kiểm tra và nhận đủ hàng hóa. Bên cạnh đó, khách hàng còn được đổi trả hàng miễn phí trong vòng 7 ngày sau khi nhận hàng. Khuyến khách lưu ý giữ lại hóa đơn đầy đủ để được hưởng chính sách bảo hành sản phẩm. Hãy nhanh tay gọi ngay đến 1900 7137 để được tư vấn và đặt hàng 24/7. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là trong những phút đặt hàng cuối cùng thì Minh Trí xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nhìn ngắm lại trọn một combo 3 bộ wrap cô Tông Nhung không gian mới đến từ thương hiệu Everdream. Có 3 họa tiết khác nhau và chắc chắn là họa tiết nào thì quý vị và các bạn đều yêu thích cả. Đầu tiên chúng ta sẽ có ngay cái họa tiết caro như thế này quý vị và các bạn nha. Và sau đó chúng ta sẽ có là sắc hoa rực rỡ như thế này, hay là chúng ta còn có thêm là hồng phấn rất là dịu dàng nữa. 3 cái sắc hoa khác nhau, 3 cái họa tiết khác nhau sẽ được bao gói trong một chiếc túi rất là nhỏ nhắn và xinh xinh như thế này đây, để có thể là giao hàng tận nhà cho quý vị và các bạn. Đây cũng sẽ là một món quà rất là ý nghĩa để mà chúng ta dành tặng cho những người thân yêu ở bên trong gia đình của mình. Cho dù là nam giới hay nữ giới, hay là ông bà bố mẹ của chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ có một cái không gian phòng ngủ mới đầy đủ những cái hoa văn, những cái họa tiết và đặc biệt là chất liệu nữa hai Như Nguyễn ha. Đúng rồi đó Minh Trí, với màu sắc rực rỡ của ba họa tiết mà Minh Trí vừa giới thiệu thì về chất liệu mọi người cũng sẽ đang lo lắng lắm. Tại vì khi mà mình in nhiều màu sắc như vậy thì liệu có an toàn hay không? Nhưng mà yên tâm, với chất liệu là cô Tông Nhung cho nên là êm ái dễ chịu, mà lại còn thoáng khí và thấm hút tốt nữa, sẽ không có bị bứt bí đầu, không có bị mà bí mồ hôi khó chịu hay là bị nổi sảy cho trẻ nhỏ. Bên cạnh đó thì không tồn dư formaldehyde cho nên mình rất là an tâm trong quá trình sử dụng. Còn giá cả của mình thì cũng cực kỳ hấp dẫn Minh Trí ơi. Khi mà chúng ta sở hữu combo 3 bộ wrap của Tông Nhung không gian mới và trọn bộ sẽ gồm có 3 wrap bột giường 1m6 hoặc 1m8, 6 vỏ gối nằm 50x70cm cùng với 3 vỏ gối ôm 35x100cm, 12 sản phẩm giúp không gian của mình đồng bộ hơn, đại tươi mới hơn và mức giá thì cực kỳ ưu đãi và hấp dẫn. 499.000 đồng chỉ có trên VTV Đài Home Shopping. 499.000 đồng và chúc cho quý vị và các bạn có một đơn đặt hàng thành công và số tổng đài đang hiển thị trên màn hình. Hoặc là chúng ta truy cập vào website bán hàng trực tuyến vtvhyundai.vn. Một cách khác quý vị và các bạn cũng có thể là mua sắm phần mềm của thiết bị điện thoại di động và máy tính bảng thì chúng tôi có thể giao hàng tận nhà và miễn phí chỉ vận chuyển trên toàn quốc. Nói đến đây thì thời gian phát sóng chương trình xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những lần sản phẩm tiếp theo. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại vtvhyundai.vn.